Xin chào các bạn. Trước mặt mình đây là chiếc xe SH 2019. Đã lên bên mình một cái billet X-Line V10S, vòng thiên thần màu xanh dương, mắt quỷ màu đỏ, led Audi họa tiết, mũi tên rất là chất nha các bạn. Đó, ok, hay kết hợp với 64 ô lốc. Ở ngoài các bạn sẽ thấy cái độ đẹp của nó hơn trong video rất là nhiều lần, tại vì mình quay bằng máy không chuyên nghiệp các bạn nha. Đó, ok. Rồi. Em ơi, bây giờ em bật nhan các em. Bật nhan sẽ đổi thành màu vàng đặc trưng của xe. Rồi, tắt nhan. Ok ha. Rồi, rất là tuyệt vời các bạn. Bên đây luôn em, mở nhan đây luôn. Đó, ok. Rất tuyệt vời. Với billet X-Line V10S thì các bạn mở đờ mi theo như thế này, tắt nhan em. Rồi. Và battery ban ngày vẫn ok các bạn, battery em. Đó, ok, được rồi. Battery ban ngày cực kỳ ok. Rồi. Độ sáng thì các bạn không cần phải bàn cãi nữa, tại vì quá hot rồi ha. Độ sáng thì rất là tốt. Đó, rất là chất luôn các bạn ơi. Nhìn ở ngoài mình mình nói chung là những dòng tay ga thì mình thấy chiếc SH này độ cực kỳ nổi bật nhất và chất nhất ha. Rồi, có bạn nào làm xin liên hệ shop ha các bạn ha. Số điện thoại Zalo là 0346669686, các bạn Zalo với mình ha. Địa chỉ 235 đường Phan Anh, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân. Cửa hàng mình tên là Độ Đèn Xe Máy Son Anh. Quá chất luôn ha các bạn. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ quay ngược đằng sau cho các bạn xem nè. Đó. Đang thử bên cái đường nha các bạn, bắt xin nè. Đó, bắt xin ban ngày nè các bạn. Đó, ok, mở đầu cốt nè các bạn. Đó. Sáng rất tốt các bạn nha, mình đã chỉnh vừa tâm rồi ha. Hiện tại là mình xạ chống đứng xuống cái này là ok. Cảm ơn các bạn đã xem nhé. Đây, chỉnh mình đây. Rồi, ok.